À, xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó. Hôm nay em có cúc rồi các anh chị ơi, chuẩn bị nhận cúc em giao nha. Đó, đây mẹ của em đây, mẹ ơi, mẹ của em. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn á, là cúc nhà mình có một mớ sắp sửa xuất chuồng rồi nha các bạn. Đó, cúc này là sắp sửa 20 ngày rồi. Dạ. À, mời các bạn vô xem cúc với nhà của nhà mình ha. Đây các bạn, đây là mấy bầy cúc này, ở trên này là sắp bán được các bạn. À, đây là cái bầy cúc này là ngày 20 tháng 9 là mình sẽ giao cúc nha các bạn. Là được cúc này là được 20 tháng 9 này á, là cúc sẽ được 20 ngày tuổi nha các bạn. Dạ. Đó. Ở bên đây á, cái bầy bên đây á là 22 tháng 9 là nó mới được 20 ngày tuổi. À. Còn mà bầy ở dưới này á là 20 tháng 9. 20 tháng 9 là nó mới được 20 ngày tuổi. Đó. Dạ. Mình nói là 20 ngày tuổi là mình bán, nhưng mà nói đúng ra là mình tàn là canh tới ngày thứ bảy chủ nhật là mình mới giao, nhưng mà những lúc đó là cúc tới 20 mấy ngày không đó các bạn. Đó. À, nếu các bạn có thích mua cúc á, thì mình các bạn đăng ký đi rồi Khoa sẽ giao tới cho các bạn ha. Đó, mình có tới mấy đợt luôn nha các bạn. Bây Dạ. giờ là mấy mấy đợt này á là 20 tháng 9 và 22 tháng 9. Và cái bầy này, bầy nhỏ nhất này nó là 27 tháng 9 nha các bạn. Dạ. Đó, mình sẽ có từng đợt để giao cho các bạn, như Dạ. là có cúc hàng tuần luôn nha các bạn. Và mình cũng đang có hai bầy cúc nó mới vừa nở, mình cũng mới vừa đem ra được mấy ngày luôn nha các bạn. Để đó đúng Vâng. không? Đó các bạn, đây nè. Đó. Các bạn thấy cúc không? Đây. Mình đang úm nó ở trong chuồng úm đó các bạn. Đó. Đã ghê không? Cái này đi. Đó. Cái này là mình mới vừa đem ra ngày hôm qua. Đó. Còn ở bài dưới này cũng vậy các bạn. Cái bài này là nó nở hôm 11 tháng 9. Tới 1 tháng 10 mình mới bán được. Đây nè các bạn. Đó. Nè các bạn, mình cho nó uống nước ở trong cái chai này nè các bạn. Cái nó không có nhảy vô được. Mình có làm một cái miếng đây các bạn xem. Mình có làm một cái miếng băng keo á, mình dán lại phân nửa nè các bạn. Đây nè. Mình dán lại phân nửa là còn phân nửa là nó còn cái đầu các bạn. Cái nó đút cái đầu nó vô nó uống thôi. Nó không có chèo vô được, mà nó không có làm văng nước ra ngoài được nha các bạn. Là cái chỗ này đó là lúc nào nó cũng khô hết. Đó, nó cũng khô hết nha các bạn. Mình xin giới thiệu cho các bạn nha. Nếu các bạn mà có thích mua cúc để lấy trứng và lấy quân để trồng rau thì các bạn nhớ đăng ký ha. Dạ. Cúc nhà mình là từng mỗi tuần mình đều có giao hết. Dạ. Nhưng mà mình nói là cúc 20 ngày tuổi là mình sẽ giao, nhưng thực sự ra là cúc tới 20 mấy, hơn 20 mấy ngày mới giao nha các bạn. Dạ. Như vậy là cúc có lúc nó sắp lớn dữ lắm luôn rồi đó. Dạ. Nuôi cỡ tháng sau là nó đẻ mấy anh chị. Lẹ lắm. À. Cúc này mà nó đẻ là thấy thương lắm. Dạ. Rồi, mình xin giới thiệu qua với các bạn là cúc của nhà mình là sắp sửa là bán các bạn ha. À, các bạn nhớ đăng ký nha. Dạ. Đó, để mua cúc. Rồi, mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Dạ, chào các anh chị nha. Chúc ngày tốt lành nha. Buổi sáng vui vẻ. Bye bye.